Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Sắm ngay các trang phục tướng với ưu đãi khủng trong siêu chợ Liên Quân phiên bản đặc biệt chào mùa hè. Từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 6 tháng 6, mua càng nhiều, ưu đãi càng khủng. Mức ưu đãi sẽ tăng dần theo số lượng trang phục, tổng ưu đãi cao nhất người chơi nhận được là 70%. Thú vị hơn, chương trình còn sự tham gia của 7 bộ trang phục đặc biệt. Sắm ngay nào anh em ơi! Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.